gặp họa do dùng máy massage tăng kích cỡ dương vật. Người đàn ông 30 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng dương vật sưng tím, tụ máu sau khi dùng máy massage tăng kích cỡ. Bệnh nhân cho bác sĩ biết do tự ti nên đã lên mạng xem cách tăng kích cỡ bộ phận sinh dục, rồi mua máy massage và sử dụng trong suốt một tháng. Ngày 2 tháng 1, bác sĩ Nguyễn Văn Đức, khoa phẫu thuật tiết niệu, Nam Học, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, cho biết bệnh nhân may mắn nhập viện sớm, dương vật chưa tổn thương nặng nề như hoại tử, phải phẫu thuật. Tuy nhiên, bộ phận này bị tụ máu, sưng phù, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tình dục về sau như rối loạn cực khoái và giảm ham muốn. Bác sĩ kê thuốc cho bệnh nhân điều trị tại nhà, giảm sưng, đau, khiến quan hệ đến khi tổn thương lành hẳn. Theo nhiều nghiên cứu, chiều dài trung bình dương vật của đàn ông Việt Nam khoảng 11-13cm khi cương. Tuy nhiên, kích thước phụ thuộc phần lớn vào yếu tố di truyền, chủng tộc và cơ địa cá nhân. Đây không phải là yếu tố quan trọng nhất quyết định chất lượng cuộc yêu, bác sĩ nói. Do đó, thay vì bị ám ảnh bởi chiều dài hay kích cỡ, người đàn ông nên chăm sóc tốt cho sức khỏe toàn thân và sinh lý của mình. Ngoài ra, nam giới cần giảm cân, tránh béo phì khiến lớp mỡ mu dày, dẫn đến một phần bộ phận sinh dục bị vùi trong lớp mỡ. Không sử dụng thuốc lá và chất kích thích, kết hợp một số bài tập hỗ trợ giúp tăng kích thước như backward puller, ultima stretch. Không nên lạm dụng máy massage để tăng kích cỡ do nguy cơ tụ máu, sưng phù, thậm chí cong vẹo, sang chấn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tình dục về sau. Massage với tần số nhiều lần sẽ dẫn tới rối loạn cực khoái. Bác sĩ cũng khuyến cáo, chỉ khi kích thước quá nhỏ, ảnh hưởng tới khả năng quan hệ tình dục mới nên can thiệp để cải thiện. Không tự làm theo các phương pháp trên mạng, mà nên đến khoa phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình tại bệnh viện uy tín để được tư vấn cụ thể.